vui của Linh trong không khí rất tương bừng phấn khởi. Về phía toàn nhà trai chúng tôi nay đã chuẩn bị buổi lễ cơi trầu xin dâu và xin là cháu Linh về đơn dâu con ông Hè và Ngọc và là cháu dâu khắc phục trong lòng Ngọc của tôi, và chúng tôi cũng mong được quan viên của gái sẽ nhận lễ và sẽ chấp nhận cháu vui là dạy con ông bà Yến và cũng là dạy con cho họ nhà gái, và cũng xin được đại diện nhà gái sẽ được nhận lễ và nhờ con người gái trình báo các gia nhân ủng hộ và chúc phúc cho hai cháu luôn trăm năm phúc. Và cuối cùng một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp rất là nồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa quan viên của nhà gái đã dành cho hai đoàn để cho chúng tôi. Chúng tôi xin chúc quan viên của gái đời chúc có nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin gửi lời chân thành cảm ơn các bạn nhà trai thì qua quá trình tìm hiểu rất nhất trí của hai bên chính quyền địa phương cùng cháu đang tiến hành tiến hành cộng đại được dâu cũng đại diện cho thầy gái, xin gửi lời sức khỏe của ông bà cháu năm năm hạnh phúc và cháu lên được đi đến kết hôn thì gửi gắm ông bà về cái chút đường của một năm cả hai gia đình cũng như con người họ. Tiếp theo thì cũng giao cái lễ xin dâu mời đại diện nhà gái vào nhận lễ và vào về sẽ giao lễ dâu và sẽ trình lễ các tiết về nghe rồi cả nhà cho cháu xin một tràng vỗ tay nào. Của kỳ mang tổ tiên mang họ Phùng hôm nay ngày 21 tháng 10 mang cái họ nhà trai cũng đến rước dâu con cháu của nhà họ Phùng. Nếu hôm nay là cũng có lễ vật mang gà và đông cái rượu.
chương trình ban đầu đúng xung ban đầu xin được khép lại và sang đại diện phái đoàn Việt Nam chúng tôi xin được có ý kiến là báo cáo các cụ về giờ thì các cụ hai gia đình đã thấy nhất về giờ xin dâu và giờ về đến nhà thế thì chọn giờ đẹp thì đến bây giờ là 8:30 rồi thế thì chương trình là đại diện gia đình nhà trai chúng tôi xin dẫn mời là các cụ công các bà các cô các chú các bác hay các chị mọi người gái đã cùng cháu Linh với cô dâu ra cổng hoa lên xe hoa và về để chúng tôi tặng nhà trai chúng tôi. Đấy xem người ta làm cái ghế rất xem em ở dưới em trên sân khấu á thì em còn có sức đứng em cũng đi được rất cao rồi ok rồi em phải chồng những anh cái này đấy chú rể để bắt tay sau eo cô dâu thấp hoa rồi thấp hoa cho anh tí nào. Kính mời các cụ các ông các bà xin được trân trọng kính mời các quý cô dù kính thưa quý vị, chim khôn đậu nóc nhà quan, trai khôn dựng vợ gái ngoan gả chồng. Hôm nay làm lễ tơ hồng nên duyên chồng vợ ấm nồng mai sau. Kính thưa quý vị và cho phép ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô dâu Thùy Linh, chú rể Đức Vui sẽ khởi thân lên sân khấu để ra mắt và kính chào toàn thể quý ông. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hai bạn yêu nhau đến nay đã đủ ngày, đủ tháng, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ. Và giờ phút này đây thì hai quý họ có mặt ở đây để cùng tổ chức lễ phu quy cho cô dâu và chú rể. Và để mở đầu cho buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác đại diện quý họ nhà trai và bác đại diện quý họ nhà gái lên sân khấu có đôi lời phát biểu trao dâu nhận rể. Xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Dạ vâng, và lời đầu tiên thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bác đại diện quý họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và quan viên hay họ, các bạn và các cháu yêu quý, quan viên họ nhà gái, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi xin kính chúc quan viên họ nhà gái luôn luôn có nhiều sức khỏe, mọi thành đạt trong cuộc sống và xin kính mời về dự buổi lễ thành hôn tại tư gia gia đình ông Ngọc Bảo Hòa, họ nhà trai chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện quý họ nhà trai và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy đến với lời phát biểu của bác đại diện quý họ nhà gái. Trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, thưa toàn thể cô chị, chú bác của hai bên sân họ. Rất vinh dự cho tôi hôm nay được là đại diện của đoàn nhà gái. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay lời cho họ nhà gái xin gửi đến phái đoàn nhà trai lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể hội hôn, như chúng ta đã biết, và mối tình đẹp nhất trong ngày lễ hôm nay là mối tình của cháu Vui và cháu Thùy Linh. Mối tình này đã được hai bên gia đình vun đắp, được hai bên chính quyền địa phương xác thực. Hôm nay hai bên gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt, long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin trân trọng gửi đến toàn thể lễ thành hôn các cụ ông, cụ bà cũng như bạn bè thanh nam nữ của hai cháu lời chúc khỏe, lời chào và lời chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Chúc cho hai cháu trở nên nghĩa vợ chồng, dẫu cho nghiêng núi cạn lòng cũng không rời xa và mãi lại bên nhau, xây dựng một mối tình và một cuộc sống hạnh phúc nhất. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện quý họ nhà gái và xin được trân trọng kính mời hai bác hãy tiến lên phía trước một bước ạ. Xin mời hai bác hãy bắt tay nhau và trao cho nhau một chiếc ôm nồng thắm, đánh dấu từ nay hai gia đình có con chung, có cháu chung và xin được chúc cho tình thâm xa của hai gia đình
tình thông gia như ruộng liền kề và chúc cho hai họ bốn bề yên vui. Và xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ trở lại với các bàn tiệc để nhận lời chúc mừng chúc phúc đến từ quý họ. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là hai gia đình đã có lời trao dâu và nhận rể. Và ngay sau đây, ban tổ chức của chúng tôi xin được tuyên bố lễ phu quy của cô dâu Thùy Linh, chú rể Đức Vui xin phép được bắt đầu. Và xin mời quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Dạ vâng, kính thưa quý vị, nam Đa Môn Hỷ Khánh, nữ Tiếp Cận Thừa Long, đẹp duyên con cha mẹ mừng lòng, mừng bốn chữ yên về gia thất. Ngày hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật, cho hai con về tái cửu thành hôn. Được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương, được sự nhất trí của gia tiên tiền tổ hai dòng họ, và đặc biệt là được sự tìm hiểu lâu dài của hai bạn, thì ngày hôm nay hai bạn thành vợ thành chồng, và chúc cho hai em sẽ trăm năm tình viên mãn. Và kính thưa quý vị, trong ngày trọng đại ngày hôm nay thì không chỉ niềm vui đến với hai bạn, mà niềm vui to lớn nhất là đến với hai gia đình. Và ngay sau đây thì xin mời song thân phụ mẫu của cô dâu sẽ khởi thân lên sân khấu để chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với các con của mình. Xin trân trọng kính mời ông bà. Dạ vâng, kính thưa quý vị, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng chẳng phủ kín tình cha. Tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Ngày hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc của gia đình, và những người làm cha làm mẹ đã chắt chiu nuôi nấng dạy dỗ. Và giờ phút này đây thì ông bà song thân phụ mẫu của cô dâu Thùy Linh và em cậu của cô dâu đã có mặt tại sân khấu, và xin mời ông bà sẽ trao phần quà cho các con của mình, dựng vợ gả chồng cho các con. Đó cũng chính là mong mỏi của những người làm cha làm mẹ, và hy vọng rằng hai bạn sẽ luôn khắc ghi tình cảm công ơn của cha mẹ mình. Đặc biệt là trong cái giờ phút thiêng liêng như thế này thì hai bạn hãy nhớ rằng tình cảm tới để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và giờ phút này đây thì ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý họ nhà trai, quý họ nhà gái cũng sẽ khởi thân lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị, để đảm bảo giờ của quý họ nhà trai thì chỉ trong một chút thời gian nữa thôi thì cô dâu sẽ khởi thân vào xe hoa để quý họ nhà trai đưa rước cô dâu Thùy Linh và chú rể Đức Vui trở về với thực ra gia đình nhà trai. Và ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời hai đoàn đại biểu, chúng ta sẽ chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đưa rước cô dâu Thùy Linh và chú rể Đức Vui trở về với thực ra gia đình nhà trai, cũng do là đường xá xa xôi và rất là kính toàn thắng luôn. Cái chương trình lễ phu quy của cháu Linh và cháu Vui đến nay được khép lại, và đại diện cho gia đình nhà trai chúng tôi một lần nữa xin kính mời các cụ, công, các bà, các cô, các chú, các bác. Chúng ta sẽ khởi thân ra phía xe và cũng xin được trân trọng kính mời phái đoàn họ nhà trai chúng ta cũng chuẩn bị ạ. Dạ vâng, và xin phép được thay mặt ban tổ chức và xin được đỡ lời cho ông bà Bàng Yến, chúng ta lên đường mạnh khỏe, thượng lộ bình an, và xin được chúc cô dâu Thùy Linh, chú rể Đức Vui trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời chú rể Đức Vui. Thank you.
nay, chú rể Đức Vui và cô dâu Thùy Linh đã chính thức được phép long trọng tổ chức chương trình đại lễ thành hôn tại tư gia của chú rể. Và về dự chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị có sự hiện diện của hai vị đại diện hai họ, nhà trai, nhà gái, cùng đông đủ các cụ, công, các bà, các quý cô dì, chú bác, đại diện cho mọi thành phần vai vế bên nội, bên ngoài của cô dâu, của chú rể và những người bạn thân thiết của cô dâu, chú rể đã tới dự. Và đặc biệt hơn nữa, đó là sự hiện diện của hai bên bố mẹ cô dâu, chú rể. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng đón nhận chào đón. Và chương trình xin phép được chính thức bắt đầu. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin cảm phiền quý vị có mặt tại hội trường hôm nay có thể khởi thân đứng lên được không ạ? Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng khởi thân đứng lên, cùng hướng cho mắt toàn thể các cụ công các bà, thưa toàn thể quý vị các bạn thân mến, miếng trầu là đầu câu chuyện và chóp trầu đưa dâu đã được hai bên gia đình trao cho nhau và từ đó cô dâu chú rể đã được phép vào trong nhà để thắp hương gia tiên báo cáo với tổ đường. Và ngay bây giờ trên sân khấu hội trường lúc này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị cùng lắng nghe lời phát biểu trao dâu chính thức của vị đại diện gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác, cùng toàn thể hội hôn và nhà trai. Tôi là bác của cháu Linh. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay lời cho họ nhà gái xin gửi đến toàn thể các cụ ông, cụ bà, toàn thể họ nhà trai lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể họ nhà trai. Và chúng cho phép tôi thay lời cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn toàn thể họ nhà trai đã tiếp đón đoàn nhà gái chúng tôi rất là nồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa. Ngày lành tháng tốt long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và cũng rất vinh dự đoàn nhà gái của chúng tôi hôm nay đưa cháu Linh về đây là cũng có đầy đủ tất cả các bác, các chú, cô dì đại diện cho nội ngoại cũng như bạn bè thân thích của cháu Linh chính thức đưa cháu Linh về đây làm dâu, làm con, làm thành viên mới của gia đình họ nhà trai các ông bà ở đây. Và họ nhà gái chúng tôi cũng chính thức nhận cháu Vui tức là con, là rể, là thành viên mới của họ nhà gái chúng tôi. Và cũng chính thức hai bên gia đình chúng ta đã kết thành mối tình thông gia tốt đẹp. Kính thưa các cụ, thưa toàn thể họ nhà trai, trước khi trực lời tôi cũng không biết nói gì hơn. Một lần nữa thay mặt cho họ nhà gái xin kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ nhà trai một lời chúc sức khỏe, trân trọng và lời thành đạt nhất trong tương lai. Và một lần nữa cho phép tôi được chúc cho hai cháu dù cho nghiêng núi cận lòng, hai cháu cũng không rời xa và mãi mãi bên nhau trăm năm hạnh phúc vậy. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu trao dâu đầy đủ ý nghĩa và rất hay của vị đại diện gia đình họ nhà gái. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình xin cảm ơn bác. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị cùng lắng nghe lời phát biểu nhận dâu chính thức của vị đại diện gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà, các cô, các bác, các chú, các anh, các chị và quan viên hay họ, các bạn và các cháu yêu quý, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác, là anh con nhà bác của cháu Vui, rất vinh dự trước sự ủy quyền của gia đình và họ nhà gia chúng tôi nên phát biểu. Lời đầu tiên cho phép tôi
được đại diện gia đình nhà trai gửi tới toàn thể hội hôn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hai gia đình chúng ta long trọng tổ chức lễ thành hôn hai cháu vui và ninh trong không khí rất tưng bừng phấn khởi. Mừng hạnh phúc hai cháu đẹp như hoa xuân, tươi sáng như sao lần, trăm năm trọn vẹn cuộc đời thủy chung. Thưa hội hôn, đại diện gia đình nhà nay, chúng tôi xin nhận cháu Linh về làm dâu con ông bà bảo vệ, và cũng nhân đây trao cháu Vui là rể con ông bà Hoàng Yến. Và tôi xin kính chúc cho hai gia đình kết tình thông gia ngày càng bền chặt, gắn bó và thắm thiết. Chúc cho tôi hai cháu trăm năm trọn vẹn cuộc đời thủy chung, và chúc toàn thể hội hôn hôm nay có một sức khỏe, thật nhiều sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Và cảm ơn, tôi cũng thay mặt nhà trai là cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị và bạn bè xa gần của hai cháu đã dành thời gian vàng, thời gian bạc của mình về dự lễ thành hôn hôm nay và chúc phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị, chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu nhận dâu của vị đại diện gia đình họ nhà trai. Và một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn lời phát biểu rất ý nghĩa của hai vị đại diện, hai họ nhà trai và nhà gái. Xin một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin cảm ơn quý vị. Và xin mời hai bác đại diện vui lòng lắng lại sân khấu thêm một chút để chứng kiến nghi thức đầu tiên và cũng là nghi thức quan trọng nhất trong chương trình đại lễ hôm nay. Đó chính là nghi thức trao nhẫn cưới của cô dâu và chú rể. Và cô dâu chú rể thân mến, trước sự chứng kiến của hai bác đại diện hai họ, của hai bên bố mẹ và của tất cả mọi người, chúng tôi xin mời cô dâu chú rể chính thức trao cho nhau chiếc nhẫn cưới đồng tay để chứng tỏ cho tình yêu và hạnh phúc của hai bạn sẽ mãi mãi vững bền và vẹn tròn giống như đôi nhẫn cưới. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chiếc nhẫn cưới là một vòng tròn khép kín để bảo vệ cho tình yêu và hạnh phúc của cô dâu sẽ được vẹn tròn nhất, sẽ đi cùng nhau đi hết cuộc đời. Và cô dâu chú rể đang trao cho nhau chiếc nhẫn cưới lồng tay vào nhau, tượng trưng cho cô dâu chú rể đang trao cho nhau một lời nguyện ước thủy chung, sắt son, hạnh phúc. Và cặp nhẫn cưới chính là vật tính ước thiêng liêng nhất. Và kể từ đây, thay mặt ban tổ chức và những người làm chương trình, chúng tôi xin hân hạnh tuyên bố với quý vị một điều quan trọng rằng kể từ giây phút này, chú rể Đức Vui và cô dâu Thủy Linh đã chính thức trở thành vợ thành chồng. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho gia đình họ nhà trai đã chính thức có thêm một cô dâu hiền, cùng chúc mừng cho gia đình họ nhà gái đã chính thức có thêm một chàng rể thảo. Và kể từ đây thì Đức Vui và Thủy Linh họ sẽ mãi mãi nắm tay nhau đi chung trên một con đường dài vô tận và con đường trong vòng tay. Thưa quý vị, nghi thức cắt bánh lễ trong ngày cưới là một nghi thức vô cùng quan trọng bởi nó tượng trưng cho sự khởi đầu của một tình cảm mới, chuyển từ tình yêu sang tình cảm vợ chồng kể từ đây. Và cô dâu chú rể sẽ cùng chung tay cầm một con dao để cắt một lát cắt duy nhất trên tấm bánh duy nhất của mình. Điều này tượng trưng cho sự chung sức chung lòng, đồng cam cộng khổ của cô dâu chú rể. Họ sẽ nguyện cùng nắm tay nhau để hết chặng đường đời, cùng nắm tay nhau để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống, cùng hướng tới bến bờ hạnh phúc trăm năm với tiếng cười vui của con trẻ. Vâng, xin mời hai bạn hãy thực hiện nghi thức. Và bây giờ hai bạn sẽ cùng chung tay cầm một con dao để cắt một lát cắt thật dài, một lát cắt duy nhất trên tấm bánh duy nhất của cuộc đời hai bạn, để chính thức khai mở ra một trang mới của cuộc đời, đó chính là cuộc sống hôn nhân gia đình. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Xin chúc mừng cô dâu chú rể. Và bây giờ thì xin mời hai bạn hãy di chuyển sang bàn tháp ly để chuẩn bị khu sân banh, để tiếng nổ của sân banh sẽ tượng trưng cho tiếng pháo báo hỷ năm nào. Dạ vâng, chú rể rất là cần mẫn để nhiệt tình giúp đỡ cho cô dâu một cách tốt nhất. Vâng, đó chính là một bờ vai vững chắc nhất. Anh ấy sẽ luôn là như vậy, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì xin mời chú rể sẽ bạn sẽ đại diện cho cô dâu để khui sâm banh. Và chai sâm banh đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu khui sâm banh. Mở chiếc áo giáp bên ngoài của chai sâm banh. Họ đã trở thành những người bạn thân của nhau.
Wow, rất tuyệt vời. Và bây giờ chú rể đã khai mở chai sân banh đầu tiên. Xin mời bạn sẽ rót ra 6 chiếc ly ở phía bên ngoài tháp ly. Và với những chiếc ly này, một ít phút nữa cô dâu chú rể sẽ dùng để kính dâng lên đấng sinh thành, để thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất của hai bạn gửi tới những người làm cha làm mẹ. Wow, rất là tuyệt vời. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy cùng chung tay nâng thật cao chai sân banh để dâng lên tháp ly, một biểu tượng của sự vững bền trong tình yêu. Và để rồi những chiếc ly màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng của cô dâu chú rể dành cho nhau trong cuộc đời này. Và những chiếc ly màu trắng ấy sẽ được đón nhận những giọt rượu hồng tràn ly, tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc của cô dâu chú rể sẽ luôn là một màu hồng, màu của tình yêu, màu của thủy chung và hạnh phúc. Và tình yêu ấy sẽ đong đầy trong suốt phần đời còn lại của cô dâu chú rể. Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường hỏi rằng hạnh phúc ở đâu? Và cô dâu chú rể ngay bây giờ đang trả lời với quý vị rằng hạnh phúc là đây mãi mãi bền, giang long đầu bạc chẳng phai duyên. Mong sao trái chín gieo mầm sớm để ông bà cô bác hai bên được thêm vui. Và xin quý vị một tràng tay thật lớn để chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin cảm ơn hai bạn, xin chúc mừng hai bạn. Và bây giờ xin mời hai bạn di chuyển về vị trí đầu tiên. Phần nghi lễ rất lung linh trên sân khấu hôn trường. Và bây giờ quay trở lại với chương trình sẽ vô cùng thiếu sót nếu như trên sân khấu này thiếu đi sự hiện diện của những đấng sinh thành, đó là những người cha, người mẹ của chú rể của cô dâu. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên sân khấu bậc song thân của chú rể Đức Vui, ông Đặng Đức Học và bà nhà gái một lần nữa cùng quay trở lại với sân khấu hôn trường hôm nay. Xin trân trọng kính mời các quý ông bà. Dạ vâng, thưa quý vị, và chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị những nhân vật chính của chúng ta một lần nữa. Xin phép được ra mắt toàn thể quý vị và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bậc song thân của chú rể Đức Vui, ông Đặng Đức Ngọc và bà Nguyễn Thị Huệ cùng hai bác đại diện anh họ và hai nhân vật chính của chúng ta. Một lần nữa xin được trân trọng cúi chào toàn thể quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng hướng cặp mắt lên sân khấu để cùng chứng kiến những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc của cô dâu chú rể thông qua một nghi thức để mẹ chồng sẽ chính thức trao món quà quý giá nhất của mình cho hai con của mình. Dạ vâng, xin mời món quà của cha mẹ. Dạ vâng, xin mời món quà của mẹ. Và đầu tiên sẽ là món quà của cha. Xin mời cha sẽ bước bên cạnh. Và bây giờ xin mời mẹ. Mẹ sẽ dành tặng cho cô con dâu xinh đẹp và ngoan hiền của mẹ một chiếc kiềng bằng vàng 4 số 9 với trị giá 10 cây vàng. Và chiếc vòng cổ này còn ẩn chứa một điều vô cùng đặc biệt, đó là chữ phúc mà bố mẹ đã nhờ thợ kim hoàn khắc lên đó. Con trai và con dâu của mình một chiếc nhẫn. Dạ vâng, thưa quý vị, đó cũng là một chiếc nhẫn bằng vàng 4 số 9 rất giá trị giá 5 cây vàng. Và chiếc nhẫn này cũng giống như chiếc nhẫn của các cụ để lại cho hậu thế chúng ta. Và cha muốn thông qua chiếc nhẫn để gửi gắm với các con một điều rằng trong cuộc sống hôn nhân, chỉ yêu thôi có lẽ rằng chưa đủ, mà các con phải thực hiện tốt chữ nhẫn. Vợ nhẫn nhìn chồng, chồng nhẫn nhìn vợ. Và đến rồi từ đó cuộc sống hôn nhân. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc mừng thân. Và bây giờ để cảm ơn công lao của những người cha mẹ, chúng tôi xin mời chú rể sẽ thay cho cô dâu để bước lên tháp ly, bước lên bàn tháp ly một lần nữa để kính dâng những ly rượu hồng lên đấng sinh thành. Xin mời chú rể sẽ chuyển đi cho cô dâu để cô dâu sẽ kính dâng ly rượu hồng của mình lên mẹ chồng. Và xin mời chú rể sẽ kính dâng ly rượu của mình lên hai bác đại diện hai họ. Tuổi thơ con trôi qua xa,
Và xin mời chú rể cũng sẽ chuyển một ly rượu hồng lên người cha đáng kính. Xin mời cô dâu ạ. Cô dâu sẽ mời rượu cha. Xin mời cha đón nhận. Và xin mời chú rể hãy cầm hai ly của hai bạn. Ta hãy cùng hướng lên sân khấu và có thể nâng cao ly trà thay cho ly rượu hướng lên sân khấu để cùng chung vui với gia đình chúng tôi được không ạ? Và trước tiên chúng tôi xin mời cô dâu chú rể và bố mẹ và hai bác đại diện hay họ, chúng ta nâng thật cao ly hướng xuống biên giới để chia vui với tất cả mọi người. Và xin mời tất cả các quý vị, chúng ta hãy cùng chạm ly với nhau trước mặt cô dâu chú rể để chúc mừng cho tình cảm thông gia giữa hai nhà, chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể. Xin mời các quý vị đứng về vị trí ban đầu. Và chúng tôi xin phép được đếm 1, 2, 3. Xin mời tất cả hôn trưởng chúng ta cùng đồng thanh một câu thật to chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Và khi đó thì xin mời các quý vị cùng cạn ly. Và đặc biệt là cô dâu chú rể, hai bạn sẽ đan chéo tay nhau uống rượu ra bôi để thề nguyện hạnh phúc. Các quý vị đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai bác đại diện hai họ, cảm ơn bố mẹ đã lên sân khấu cùng với các con tổ chức chương trình nghi lễ. Và tiếp theo chương trình ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các thành viên còn lại của gia đình chú rể. Và tiếp theo chương trình đó là sự hiện diện của các anh chị của chú rể. Và sự hiện diện tiếp theo của chương trình sẽ là sự hiện diện của anh trai và chị dâu. Xin mời mẹ sẽ đứng sang bên ngoài để chị dâu đứng cạnh em dâu. Và anh chị cũng đã chuẩn bị một món quà rất quý giá để dành tặng cho hai em. Và bây giờ thì xin mời anh chị sẽ dành những món quà quý giá nhất để dành tặng cho hai em. Và đầu tiên là món quà của anh trai. Dạ vâng ạ, chị thì cũng giống như rất nhiều những cô gái là thích selfie. Và chính vì vậy mà chị muốn nán lại thêm một ít phút nữa để được kịp và nhân tiện có nhiếp ảnh ra chụp thêm vài chục kiểu trước khi tặng quà. Dạ vâng, và bây giờ thì xin mời món quà của anh chị. Và anh chị cũng chuẩn bị một cặp nhẫn thật giá trị để dành tặng cho hai em trong ngày lễ cưới. Và anh chị chúc hai em thật hạnh phúc bên nhau. Nhìn em này, cả nhìn em này, 1, 2, 3 này. Ok, rồi, anh chị đứng vào. Và thay lời cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn anh chị. Xin mời anh chị lắng lại để ghi một bức hình đẹp nhất. Mẹ đứng vào đi mẹ. Và tiếp theo sẽ là sự hiện diện của chị gái và anh rể. Xin mời hai anh chị lại đứng sang hai bên một chút để xin mời anh sẽ đứng cạnh em vợ, chị sẽ đứng cạnh em dâu. Dạ vâng, chị gái và anh rể cũng chuẩn bị một cặp nhẫn thật giá trị để dành tặng cho hai em nhân ngày lễ cưới. Và thông qua món quà, anh chị muốn gửi tới hai em những lời chúc tốt lành nhất. Và thay lời cho cô dâu chú rể một lần nữa xin cảm ơn anh chị thật nhiều. Và xin mời anh chị lắng lại sân khấu để chụp một bức hình đẹp nhất. Vâng, và tiếp theo
theo chương trình, chúng tôi xin mời đại gia đình của chúng ta cùng bước lên sân khấu để ghi lại một bức hình thật đẹp. Đây là cô, là chị của bố cháu. Cảm ơn rất nhiều. Và một lần nữa, xin mời các quý vị, những ai muốn lên để gặp cô dâu chú rể và tặng quà, xin mời các quý vị chúng ta hết sức nhanh chóng. Và thay lời cho cô dâu chú rể một lần nữa, xin cảm ơn các bà cô, xin cảm ơn các bác, các thím rất là nhiều. Và bây giờ xin mời các thành viên trong gia đình của chú rể hãy cùng lên sân khấu để ghi lại một bức hình thật đẹp. Xin mời. Dạ vâng, xin mời gia đình chúng ta sẽ giữ khuôn dung tươi tỉnh đẹp. Thành phố Hà Nội rất vinh dự được phục vụ toàn thể quý vị. Cảm ơn thưa quý vị, với bức hình trong van này đã khép lại chương trình Đại lễ thành hôn của chú rể Đức Vui, Sánh Duyên cùng cô dâu Thùy Linh.